như là một phần trong việc điều chỉnh lại chiến lược chip của mình sau một loạt chỉ trích. Samsung đã thuê cựu nhân viên của Apple để làm việc trong một nhóm đặc biệt. Theo Phone Arena, nhóm đặc biệt của Samsung bao gồm 1.000 thành viên chuyên phát triển chip dành cho điện thoại Galaxy. Điều này khác biệt so với trước đây khi công ty thiết kế chip để bán cho các nhà sản xuất điện thoại Android khác như Google và Xiaomi. Với cách tiếp cận này, Samsung được cho là đã quyết định sao chép phương pháp sản xuất chip của Apple, có nghĩa chip Exynos giờ đây sẽ được sản xuất dành riêng cho điện thoại Galaxy. Tuy nhiên, chip này dự kiến phải chờ đến năm 2025 mới xuất hiện, có khả năng sẽ triển khai trên Galaxy S25. Để phục vụ mục tiêu của mình, Samsung đã bổ nhiệm cựu nhân viên Apple Kim Upiong làm giám đốc trung tâm giải pháp đóng gói được thành lập gần đây. Kim trước đây làm việc tại Texas Instruments và Qualcomm trước khi chuyển đến Apple vào năm 2014, nơi ông gắn bó trong 9 năm. Báo cáo nêu rất ít chi tiết về vai trò chính xác của Kim và chuyên môn của ông tại PSC, đồng thời cho biết thêm đó là việc tuyển dụng khá bất thường vì hai công ty sử dụng công nghệ của nhau. Trong đó Apple nói rằng Samsung đã đánh cắp một số công nghệ của họ. Cũng không rõ liệu Kim có làm việc trên chip di động Exynos hay không, bởi Apple không chỉ sản xuất chip A-Series cung cấp sức mạnh cho iPhone mà còn cả chip cho Mac và Watch, cũng như chip băng thông siêu rộng U1.